kiểm điểm của ban chấp hành thì ai không được đại quốc công đoàn lần ba bầu được công đoàn bộ tài nguyên môi trường công nhận quyết định số 86 ngày 8/9/2014 do thay đổi về chức năng nhiệm vụ công đoàn cơ sở cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã được đổi tên thành công đoàn cơ sở cục biến đổi khí hậu vào ngày 21/5/2018 theo quyết định số 14 của công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019. Chúng tôi thấy là người công đoàn các cái nội dung đã bám sát vào cái quá trình hoạt động của công đoàn. Xin đề nghị các đồng chí tiếp tục có ý kiến ạ. Quý thì trong cái thời gian vừa qua thì thấy là cái hoạt động của công đoàn của cục cũng như là tham gia các hoạt động khác của công đoàn cấp trên, tôi thấy có rất nhiều cái hoạt động có ý nghĩa và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên của cục. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì có nhiều cái hoạt động có thể kết hợp được, không chỉ đối với riêng là trong các hoạt động phạm vi của đoàn, kể cả các hoạt động mang tính chất là của các cái phòng ban chuyên môn rồi các cái đoàn thể khác của trong phạm vi của cục nói riêng cũng như của bộ nói chung. Công đoàn của Việt Nam đã dành cho các nhân vật viên, và em nghĩ là trong thời gian tới thì công đoàn sẽ tiếp tục phát huy những hoạt động như thế để các công đoàn viên có điều kiện nâng cao cái đời sống tinh thần, có điều kiện tập trung vào công tác hơn. Là em xin hết. Chị Vũ Thị Mai Lan đại diện cho văn phòng đại diện cho công đoàn bộ. Chị Vũ Thị Mai Lan cũng là trong công đoàn cuối. Đoàn công đoàn chúng ta là cục biến đổi khí hậu thì cũng nằm trong cái tòa nhà số 10 Tô Đức Thuyết, nên là chúng ta sinh hoạt theo hai cái nhánh, một là công đoàn cấp trên, hai là công đoàn khối cơ quan của cục. Chúng ta hôm nay là nhằm cái mục tiêu là tổng kết đánh giá các cái hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 3 và đề ra những cái phương hướng nhiệm vụ cho cái nhiệm kỳ thứ tư, triển khai thực hiện tốt các cái chương trình từ thiện, an sinh xã hội, rồi là các cái phong trào về nâng nhắc nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cục, và chủ động để tạo cái chất keo gắn bó và tạo khối đoàn kết nội bộ và tập thể cho vững mạnh trong tập thể cục chúng ta, kể cả ở số 10 Tôn Đức Thức và số 8 Phan Đình Phùng. Tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo cục, toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự đại hội, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo cục, đặc biệt là cá nhân đồng chí cục trưởng đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn cục và công đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Rất mong là trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cục, lãnh đạo cục, công đoàn của cục tiếp tục được hiện hoàn như là phát triển, đóng góp vào cái sự phát triển của Bộ Tài nguyên Môi trường và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thứ hai, cần đổi mới và đẩy mạnh phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Ban chấp hành công đoàn cần sâu sát hơn nữa trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, là đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ba là cần chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức các phong trào thi đua,
nội dung phong trào thi đua cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 4. Công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển, phát hiện, giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của tổ chức công đoàn. Đề án nhân sự Ban chấp hành cục biến đổi khí hậu khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024 căn cứ điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 11 căn cứ kế hoạch số 11/14/2/2019 của Ban thường vụ công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ hướng dẫn số 22 ngày 18/3/2019 của Ban thường vụ công đoàn Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn công tác nhân sự Ban chấp hành công đoàn Bộ Tài nguyên Môi trường tiến tới đại hội 4 công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2019-2024, tiểu ban nhân sự đại hội 4 của công đoàn biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 2019-2024 đã xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành công đoàn biến đổi khí hậu có trường môn và các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên để công việc bầu cử đạt kết quả tốt. Trước khi phát phiếu bầu cử thì thay mặt cho ban bầu cử thì tôi được lưu ý một số điểm trong quá trình bầu cử của đại biểu đại. Vâng, họp phiếu của chúng ta để ở phía trên này ạ. Sau khi các đồng chí bầu cử xong thì các đồng chí vui lòng lên phía trên này để chúng ta bỏ phiếu. Thay mặt cho ban bầu cử thì tôi xin được đọc cái biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở cục biến đổi khí hậu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, thay mặt cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa mới, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể đại biểu đã tín nhiệm bầu chúng tôi và ban chấp hành công đoàn cục khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024. Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ trong lãnh đạo điều hành từng bước đưa hoạt động công đoàn, phong trào cán bộ công nhân viên chức người lao động của cục ngày càng phát triển.